Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Nguyễn Trãi, cuộc đời và sự nghiệp. Nguyễn Trãi, ông sinh năm 1380, mất ngày 19 tháng 9 năm 1442. Hiệu là Ước Trai, là một nhà chính trị, nhà thơ dưới thời nhà Hồ và nhà Lê Sơ. Ông thi đỗ thái học sinh vào năm 1400. Nguyễn Trãi làm quan dưới triều Hồ, nhà Minh xâm lược. Cha ông là Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về Trung Quốc. Nguyễn Trãi đi theo, đến ải Nam Quan. Cha ông khuyên ông nên quay về để trả nợ nước, báo thù nhà và ông đã nghe lời cha. Sau khi nước Đại Ngu rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại Ách Minh Thuộc. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. Nguyễn Trãi là một nhà văn hóa lớn, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông nằm trong danh sách 14 anh hùng dân tộc Việt Nam. Nguồn gốc và giáo dục. Nguyễn Trãi, hiệu Ước Trai, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thường Phúc, nay là huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Còn Nguyễn Phi Khanh, tiến sĩ cuối đời Trần, cháu ngoại Trần Nguyên Đán. Sử gia Văn Huy Chú nhận xét, ông Nguyễn Trãi tuổi trẻ đã văn chương nổi tiếng, kinh sử bách gia, binh thư thao lược đều am hiểu cả. Dưới thời nhà Trần, cha ông là Nguyễn Phi Khanh hay Nguyễn Ước Long được tư đồ Trần Nguyên Đán mời về dạy con gái tên là Thái. Sau đó Trần Nguyên Đán gả con gái cho Nguyễn Ứng Long, sinh ra Nguyễn Trãi. Sau đó Ứng Long thi đỗ nhưng vua Trần Nghệ Tông bỏ không dùng, cho rằng bọn chúng có vợ giàu sang, như thế là kẻ dưới mà dám phạm thượng. Khi nhà Hồ thay nhà Trần, Nguyễn Phi Khanh được cất nhắc sử dụng, đổi tên là Phi Khanh. Phi Khanh sinh ra Trãi, cũng đỗ thái học sinh. Theo nghiên cứu sử gia hiện đại Trần Huy Liệu, Nguyễn Phi Khanh và Trần Thị Thái có với nhau 5 người con theo thứ tự là Nguyễn Trãi, Nguyễn Phi Báo, Nguyễn Phi Ly, Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Phi Hùng. Mẹ ông mất sớm, anh em Nguyễn Trãi ở với ông ngoại là Trần Nguyên Đán. Đến năm 1390 thì Trần Nguyên Đán mất, Nguyễn Phi Khanh phải một mình nuôi các con. Nguyễn Trãi còn ít tuổi rất ham học, điều đó được cha ông nói đến trong bài thơ Gia Viên Lạc. Cố viên loạn hậu hữu tiên lư, lục tuế nhi đồng phả ái thư. Nghĩa là vườn xưa sau loạn còn nhà cũ, 6 tuổi con thơ rất thích sách. Sự nghiệp, làm quan thời nhà Hồ. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần Thiếu Đế, lật đổ nhà Trần, nhà Hồ thành lập. Ông ngoại của Nguyễn Trãi là Trần Nguyên Đán là một tôn thất, lại là đại thần triều Trần. Ông không chống lại Hồ Quý Ly mà gửi gắm con cháu mình cho Hồ Quý Ly. Về sau, con cháu Trần Nguyên Đán đều được Hồ Quý Ly bảo toàn. Cũng trong năm đó, nhà Hồ mở khoa thi nho học, Nguyễn Trãi tham dự và đỗ thái học sinh, đứng thứ tư, được trao chức ngự sử đài chính trường. Nguyễn Phi Khanh cũng ra làm quan, làm đến chức Hàn Lâm viện học sĩ kiêm tư nghiệp quốc tử giám. Năm 1407, Minh thành tổ Thái Trương Phụ đem quân xâm lược nước Đại Ngu, nhà Hồ kháng chiến thất bại. Hồ Quý Ly cùng nhiều thần triều thần bị bắt và bị đem về Trung Quốc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhiều người kinh lộ không ủng hộ nhà Hồ nên hầu hết đầu hàng quân Minh. Cha ông là Nguyễn Phi Khanh cùng một số quan lại nhà Hồ đã đầu hàng trước đó. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không chép gì về Nguyễn Trãi ở thời gian này. Theo sách lịch sử triều Hiến Chương Loại Trí, sau cuộc chiến tranh Minh Đại Ngu, Đại Ngu rơi vào Ách Minh Thuộc. Lúc này Nguyễn Trãi đang chạy trốn để thoát khỏi sự truy bắt của quân Minh. Trương Phủ ép Phi Khanh viết thư gọi ông. Ông bất đắc dĩ phải ra hàng. Nhiều tài liệu khác thì kể rằng khi cha bị giải sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đã theo cha lên cửa ải và tỏ ý muốn đi theo hầu hạ. Nhưng Nguyễn Phi Khanh không đồng ý và khuyên ông nên về lo cứu nước báo thù nhà. 10 năm phiêu dạt. Theo Phan Huy Chú trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, sau khi ra hàng quân Minh, Trương Phụ muốn dù dỗ ông ra làm quan nhưng Nguyễn Trãi từ chối. Trương Phụ tức giận muốn đem Nguyễn Trãi giết đi, nhưng Thượng Thư Hoàng Phúc tiếc tài Nguyễn Trãi, tha cho và giam lỏng ở Đông Quan không cho đi đâu. Ông lòng giận quân Minh tham độc, muốn tìm vị chân chúa để thờ nhưng chưa biết tìm ở đâu, bèn trốn đi. Đêm ngủ ở quán Trấn Vũ cầu mộng, được thần báo cho tên họ Lê Thái Tổ,
bèn vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. Còn theo Nguyễn Lương Bích, trong sách Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước dựa trên văn thơ của Nguyễn Trãi để lại và một vài ghi chép của Lê Quý Đôn trong Toàn Việt Thi Lục, nói nhà Hồ mất, ông về ở ẩn, và Phạm Đình Hổ trong Tang Thương Ngẫu Lục viết nhà Hồ mất, ông tránh loạn ở Côn Sơn. Nguyễn Lương Bích khẳng định sau cuộc kháng chiến thất bại của Hồ Quý Ly, Nguyễn Trãi đã đi lánh nạn trong một khoảng thời gian dài chứ không hề bị quân Minh bắt giữ. Ông đã từng lánh ở Côn Sơn và sau đó còn chu du ở nhiều nơi khác nữa. Theo Nguyễn Lương Bích, những tư tưởng chính trị, quân sự ưu tú cùng nhiều quan điểm đạo đức triết học của ông đã được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời kỳ này. Trên cơ sở của thực tiễn cuộc sống và những kinh nghiệm chiến đấu của các thời đại, đồng thời cũng rút ra từ tư tưởng nhân nghĩa của ông, Nguyễn Trãi đã xây dựng cho mình những quan điểm đúng đắn về khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược. Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, yết kiến ở Lối Giang, các tài liệu Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, Ước Trai Thi Tập, bài thơ Minh Lương của Lê Thánh Tông, chế văn của Trương Dược Đế, Kiến Văn Tiểu Lục, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Sơn Nam Lịch Triều Đăng Khoa Khảo và Lịch Triều Đăng Khoa Bi Khảo chép rằng Nguyễn Trãi yết kiến Lê Lợi tại địa điểm Lối Giang nhưng không ghi năm nào. Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử, Nguyễn Trãi gia nhập lực lượng của Lê Lợi trước thời điểm khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào đầu năm 1418. Theo Trần Huy Liệu, Nguyễn Trãi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn vào năm 1420 hoặc năm 1421 sau đó một chút. Theo Nguyễn Diên Niên, căn cứ vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục, những tư liệu chép được cùng thời kỳ Lê Lợi hoạt động buổi đầu ở vùng Thượng Du Thanh Hóa 1418-1424 chưa có sự tham gia của Nguyễn Trãi. Các sách trên đều có đoạn rằng nguyên trước nhà vua kinh doanh việc bốn phương, Bắc đánh giặc Minh, Nam đuổi quân Lào, Minh phải trăm trận. Đến đâu được đấy, chỉ dùng có quan võ là bọn Lê Thạch, Lê Lễ, Lê Stát, Lê Vấn, Lê Lý, Lê Ngân, 35 người. Quan văn là bọn Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng cùng những quân thân như cha con, 200 thiết kỵ, 200 nghĩa sĩ, 200 dũng sĩ và 14 thớt voi. Còn bọn chuyên chở lương thảo cùng già yếu đi hộ vệ vợ con cũng chỉ 2.000 người mà thôi. Địa điểm Lối Giang mà Nguyễn Trãi ra mắt là ra mắt Lê Lợi. Các sách sử cùng thời đại đó như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục không chép. Thời hiện đại, một số nhà nghiên cứu đã trích dẫn từ sách Toàn Việt Thi Lục của Lê Quý Đôn, từ phần họ gọi là tiểu chú về Nguyễn Trãi trích rằng Nguyễn Trãi trao cho Lê Lợi bình ngô sách, trong đó Nguyễn Trãi vạch ra ba kế sách đánh quân mình, sách nay không còn mà chủ yếu là tâm công, đánh vào lòng người để đi đến chiến thắng. Sau khi xem bình ngô sách, Nguyễn Trãi được Lê Lợi phong cho chức tuyên phong đại phu, thưa chỉ Hàn Lâm Viện, ngày đêm dự bàn việc quân. Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, các sử gia Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bích đã dùng cuốn Tang Thương Ngẫu Lục, cuốn sách mang tính truyền kỳ trong dân gian để nghiên cứu. Sách chép rằng Nguyễn Trãi đề xuất một kế nhằm tuyên truyền thanh thế cho nghĩa quân Lam Sơn. Ông dùng cơm trộn mật hoặc mỡ viết vào lá cây 8 chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, nghĩa là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi, với ý đồ khiến kiến ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá, rồi lá theo dòng nước trôi đi, thả các ngã như tin báo từ trên trời rơi xuống. Tuy vậy, một số tướng lĩnh khác như Lê Stát, Phạm Vấn, Lê Thụ bất bình vì cho rằng Nguyễn Trãi quá cao ngạo và coi thường họ, những người đã chịu nhiều lao khổ từ khi cuộc khởi nghĩa còn trong trứng nước. Đinh Liệt hòa giải mâu thuẫn bằng cách đề nghị Nguyễn Trãi đổi lại thành Lê Lợi vi quân, Bách Tính vi thần, nghĩa là Lê Lợi làm vua, chăm họ làm tôi. Thế là tin Lam Sơn khởi nghĩa truyền đi khắp nơi, khiến mọi người hết sức tin tưởng vào tương lai của nghĩa quân. Theo sách Đại Việt Sử Ký 9 năm 1426, Lê Lợi chia một bộ phận nghĩa quân Lam Sơn chia làm 3 hướng, tấn công ra Bắc và thắng quân Minh ở Tốt Động, Trúc Động. Bình Định Vương nghe báo tin, bèn tiến gấp ra Đông Quan. Đầu năm 1427, Lê Lợi phong cho Nguyễn Trãi làm Triều Liệt Đại Phu, nhập nội hành khiển lại bộ thượng thư, kiêm chức hành khu mật viện sự. Đây là lần đầu tiên xuất hiện đầu tiên của sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về Nguyễn Trãi khi ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Lê Lợi sai dựng một tòa lầu nhiều tầng ở Dinh Bồ Đề trên bờ sông Hồng, cao ngang tháp Báo Thiên. Hàng ngày ngồi trên lầu trông vào thành Đông Quan xem xét hoạt động của quân Minh. Nguyễn Trãi ngồi hầu ở ngay tầng dưới để bàn luận quân cơ và thảo thư từ đi lại.
sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép nguyên văn như sau. Bấy giờ, vua dựng lầu nhiều tầng ở dinh Bồ Đề trên bờ sông Lô. Khi ấy, có hai cây Bồ Đề ở trong dinh nên gọi là dinh Bồ Đề, cao bằng gọi là dinh Bồ Đề, cao bằng tháp Báo Thiền. Hàng ngày vua ngự trên lầu, nhìn vào thành để quan sát mọi hành vi của giặc. Vua cho Nguyễn Trãi ngồi hầu ở tầng 2, nhân lệnh soạn thảo thư từ qua lại. Còn sách Đại Việt Thông Sử chép nguyên văn như sau. Phong cho viên Hàn Lâm Viện thừa chỉ học sĩ là Nguyễn Trãi chức triều liệt đại phu nhập nội hành khiển, lại bộ thượng thư kiêm cơ mật viện. Hoàng đế sai dựng một cái lầu mấy tầng trong dinh Bồ Đề, hàng ngày ngài ngự tại từng lầu trên cùng để trông vào thành bên địch, cho Nguyễn Trãi ngồi tầng lầu dưới để bàn luận cơ mưu hầu ngài và thảo những thư từ gửi tới. Tại đây, Nguyễn Trãi đã viết hàng chục bức thư gửi vào thành Đông Quan chiêu dụ Vương Thông, gửi đi Nghệ An chiêu dụ Thái Phúc, cũng như dụ hàng các tướng lính nhà Minh ở Tân Bình, Thuận Hóa và một số thành trì khác. Kết quả đạt được rất khả quan, các thành Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa ra hàng đầu năm 1427, bằng cùng với viên chỉ huy họ Tăng vào dụ hàng thành Tam Giang, khiến chỉ huy sứ thành này là Lưu Thanh ra hàng vào khoảng tháng 4 năm 1427. Ông cũng đã đem thân vào dụ hàng thành Đông Quan 5 lần, quân Minh ở Giao Trì càng bị cô lập nhanh chóng, chỉ còn cố thủ ở một số thành như Đông Quan, Cổ Lộng, Tây Đô mà thôi. Cuối năm 1427, Minh Tuyên Tông xuống chiếu điều binh cứu viện Lương Thân Vương Thông, sai Liễu Thăng đem 10 vạn quân từ Quảng Tây, Mộc Thành, đem 5 vạn quân từ Vân Nam cùng tiến quân sang Việt Nam. Với trận Chi Lăng Sương Giang, hai đạo viện binh của nhà Minh với số lượng hơn lên tới 10 vạn quân đã bị quân Lam Sơn tiêu diệt hoàn toàn. Tháng 11 năm 1427, tổng binh Vương Thông và nội quan Sơn Thọ nhà Minh sai viên Thiên Hộ họ Hạ mang thư đến Giảng Hòa xin mở đường cho về. Lê Lợi chấp nhận, lại gửi tăng thổ sản và hải sản. Dẫu vậy, Vương Thông vẫn do dự chưa quyết, đem quân ra đánh, bị nghĩa quân đánh bại, suýt thì bị bắt sống. Ngày 22 tháng 11 năm 1427, năm Đinh Mùi, Vương Thông và Lê Lợi tiến hành hội thể Đông Quan ở cửa Nam Thành. Hẹn đến ngày 12 tháng 12 năm Đinh Mùi sẽ rút hết quân về nước. Lúc bấy giờ, một số tướng sĩ đến yết kiến và khuyên Lê Lợi nên đánh thành Đông Quan, giết hết quân Minh để trả thù cho sự bạo ngạo mà người Minh đã gây nên ở Đại Việt. Nhưng ý kiến của Nguyễn Trãi thì lại khác. Sách Đại Việt Sử Ký Bàn Kỳ Thực Lục ghi rằng, duy có hành khiển Nguyễn Trãi ở nơi tham mưu được xem thư bọc sáp của Vương Thông gửi về nói, chớ tham chỗ đất một góc mà làm nhọc quân đi muôn dặm, giả sử dùng quân lược được như số quân đi đánh khi đầu, lại được 6, 7, 8 đại tướng như bọn Trương Phụ thì mới có thể đánh được. Tuy nhiên, có cũng không thể giữ được, nên biết rõ thế mạnh của giặc mới chuyên nhủ mặt chủ hỏa. Vua Lê Thái Tổ nghe theo và hạ lệnh cho các quân giải vây lui ra. Lê Lợi nghe theo cho quân giải vây rút ra. Khi quân Minh sắp rút đi, một số tướng khuyên Lê Lợi nên đánh thêm một trận để cho giặc không dám sang nữa. Nhưng Lê Lợi không đồng ý, quân Minh rút về nước an toàn. Năm 1428, nhà Hậu Lê hình thành. Phong thưởng. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, vua Lê Thái Tổ có hai đợt phong thưởng. Lần 1 vào tháng 2 năm Thuận Thiên thứ nhất, tức năm 1428, cho những hỏa thủ và quân nhân thiết đột ở Lũng Nhai, gồm 121 người. Lần 2 vào tháng 5 năm Thuận Thiên thứ hai, tức 1429, ban biển ngạch công thần cho 93 viên. Đợt phong thưởng lần 2 có tên của Nguyễn Trãi. Vào tháng 3 năm 1428, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng, xét công cao thấp mà định thứ bậc, lấy thừa chỉ Nguyễn Trãi làm quan phục hầu, tư đồ Trần Nguyên Hán làm tả tướng quốc, khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm thái bào, đều được ban quốc tính. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 1429, Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần, ông được phong tước quan phục hầu. Phong thưởng có tất cả 9 bậc, thứ nhất huyện thượng hầu, thứ hai á thượng hầu, thứ ba hương thượng hầu, thứ tư đình thượng hầu, thứ năm huyện hầu, thứ sáu á hầu, thứ bảy quan nội hầu, thứ tám quan phục hầu, thứ chín trước phục hầu. Nguyễn Trãi ở bậc thứ 8.
Như vậy, với tài năng quân sự lỗi lạc và tài thơ văn, Nguyễn Trãi đã có những đóng góp to lớn cả về quân sự và ngoại giao trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đánh bại nhà Minh tàn bạo, giành lại độc lập cho đất nước vào năm 1528. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.